Thưa các bạn, về tình hình Biển Đông, tôi và Ngài Tổng thống cùng chia sẻ quan ngại sâu sắc về tình hình đặc biệt nguy hiểm hiện nay ở Biển Đông trước việc Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, xâm phạm nghiêm trọng vùng biển của các quốc gia ven biển, nhất là vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu hộ tống bảo vệ xâm phạm sâu vào trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông. Hai bên kiên quyết phản đối và kêu gọi các nước, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm nêu trên, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và phấn đấu sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Thưa các bạn, cuộc hội đàm giữa tôi và Ngài Tổng thống Philippines đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã đạt được những nhận thức chung quan trọng về phương hướng phát triển quan hệ song phương cũng như hợp tác ở khu vực trong thời gian tới. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh giữa hai nước chúng ta đang phát triển rất tốt. Sự hợp tác này giúp tăng cường sự tin cậy giữa hai nước, tăng cường khả năng của quân đội hai nước và khả năng có thể cùng phối hợp hoạt động giữa hải quân hai nước, đặc biệt là trong việc thảo luận và đối thoại giữa hải quân hai nước trong tháng 3 vừa rồi. Và chúng tôi cũng trông đợi tiếp tục có những hình thức thảo luận và hỗ trợ giữa hai nước.